Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugon đây. Và hôm nay mình sẽ review một cái game mà Kay Miller đã tặng cho mình, đó là Paradise Hero. Thì đây là một cái game mà chơi cũng mình nhìn thấy hình ảnh rất là đẹp, cũng rất là đáng yêu các bạn. Không nói nhiều và chúng ta vào luôn. Cốt truyện là ngày xưa có một con mẹ bán dưa. Bạn là một anh hùng rất là tuyệt vời, nhưng mà vì cái gì đó con quỷ nó đã xâm nhập vào cái cuốn truyện đó, và nó đã và tất cả những cái sức mạnh mà bạn đang có đã bị mất hết. Bạn cần phải viết lại cái câu chuyện và repeat, có nghĩa là lặp lại cái ký ức hào hùng của bạn, bla bla bla. Thì bạn cần phải, nói chung là vô không nói nữa. Đây thì hiện tại đây là một cái game mà nó đang update, dạng như là early access. Chúng ta sẽ vô và không nói nhiều nữa. Thì chúng ta sẽ tới một cái gọi là hướng dẫn, với lại đang ở trong gần gặm Amazon rất là ghê. Thì mình sẽ đi A, D để ấy, có thể là dùng chuột để đi hả? Dùng chuột để nhìn xung quanh, rồi ok. Và tiếp theo là chúng ta phải nhảy, rồi ok, tiếp theo là nhảy. Rồi, thì double jump có nghĩa là nhảy hai cái. Thì cái game này mình review thôi, nếu mà các bạn ủng hộ thì mình có thể là mình chơi. Mà đa số mấy cái game mình review là ít khi mình cũng ít khi mọi người ủng hộ và ít khi chơi lắm. Nhưng mà không sao, chúng ta vô thôi. Và tiếp theo là S để xuống. S là để nhảy từ trên vật xuống, rồi xong. Rồi. Đây là những cái hướng dẫn, và khi mà chúng ta hướng dẫn là nhảy lên và bấm chuột phải để dash qua. Đấy, ôi trời. Nhảy, dash qua, tuyệt vời các bạn. Ok, và đi thôi. Và tiếp theo là mình chỉ cần click chuột phải để nó đi xa xa. 1 2 Ok. Và cái đồng hồ của tôi đâu rồi? Thôi thì số 2 thì cho nó số 8 đi. Mình review nửa tiếng đồng hồ cái game này thôi. Và tiếp theo là mình sẽ bắn. Từ từ, mình giảm âm thanh lại cái. Rồi. Ok. Đó, đó. Ô phải gầy đạn nữa. Ô cái game này đã quá các bạn ơi, có thể là mình sẽ làm cái game này luôn. Bấm chuột trái để bắn xong rồi, bây giờ chúng ta xuống. Ồ, tụi nó đang ở dưới. Mình sẽ đứng trên đây mình bắn lõm tụi nó cái đã. Ôi mấy bộ xương đẹp quá, người vẽ ra cái cuốn truyện này rất là hay. Hình như là mình. Game này đã quá các bạn ơi, nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ chơi luôn. Nhưng mà có phá đảo không thì mình không biết. Dùng quy để ném bom. Trời ơi. Ôi. Bum. Bum, trời ơi. Mình chỉ kêu. Hay quá các bạn ơi. Và ăn bom nè mấy cưng. Lướt qua nè, trời ơi, game này chơi đảo quá các bạn ơi. Mình thấy ghiền cái game này đó. Các bạn thông cảm cái đầu mình nha. Mình mới đi tập về cho nên cái đầu mình nó phê lắm. Cái này là S. Nhảy lên đầu. Mày nhảy lên đầu. Tuyệt vời. Cái này hướng dẫn game chơi luôn, mình thích game này đó. Bắt đầu là tụi nó đang nhìn mình. Mình sẽ E. Để đóng băng tất cả rồi bắn. Và quăng bom. Trời ơi, giống như là hả mình đang thực chiến nha các bạn. Rồi. Hết bom rồi. Hết bom rồi. Rồi đi nào. Đi đâu? Dưới đây. Rồi, xong. Rồi tiếp theo là combo. Mình cần phải bắn lẹ hơn. Ok. Combo. Ok, tuyệt vời các bạn. Xong. Rồi, đi nào. Vậy là cái hướng dẫn của chúng ta đã xong, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tap để xem cái gì. Để xem bản đồ các bạn. Ok, và đi nào. Bắn trước. Ôi trời. Ôi còn 90 máu à. Cố lên nào. Mình đi lượm mấy cái mật. Đúng rồi, mình giết mấy con này để mình lượm mật. Để làm gì? Để mình vẽ lại cái cuốn truyện của mình. Ok, ở dưới đây là đường cùng. Ok, mình sẽ xuống dưới đây. Mình sẽ đi hết luôn các bạn. Ôi ấm ép. Được, cây này 36. Còn cây này là 32 đam. Cây này tăng 36 đam. Elwish. Cái này bắn chậm nhưng mà đam cao hơn các bạn. Mình đang lượm lại mấy cái số mật để mình vẽ lại cái cuốn truyện mình là vị anh hùng đó. Cái này bắn, cái này là phải né nha, cái này né đạn như một vị thần nha các bạn. Cái này bắn chậm. Thằng này bắn được hả? Bùm. Con nhện hả? Bàng.
chà bùm 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 bùm. Ok, và xong rồi, mình cần phải đi qua hướng bên đây, mình sẽ đi hết luôn, mình sẽ review một vòng cho các bạn xem. Ô, ở đây là những bỏ, ơi ơi ơi, những con ong với con quý, con quý. Rồi rồi rồi, ok. Mình được Camelot tặng thì cái game này bao nhiêu tiền thì mình cũng quên rồi. Mình chưa có xem, nhưng mà mình được tặng cái mình vô mình review cho các bạn liền luôn. Thì các bạn nào mà hả muốn mua thì mình sẽ để cái link ở dưới ra để các bạn mua. Rồi bây giờ mình đi lượm mật thôi. Cái này là nói gì rồi? Ok, và cái này nó cũng khá là khó di chuyển. Rồi bây giờ là có thể là đi qua đây. Ok, đi qua đây. Ok, cẩn thận nha. Ui, ồ, thành thạo đó. Vậy là mình sinh tồn trong rừng được rồi đó. Bắn mấy con quỷ đầu lâu này nè. Cái đầu mình nó sao sao hôm nay. Thôi kệ đi, tại mới đi tập về nên là nó ấy. Rồi mình sẽ đi đây. Ở đây đừng cục rồi, đi luôn. Ok, để cái súng hồi lại cái đã. Bùm bùm. Tôi chưa ngu rồi. Ok, ok. Rồi chuẩn bị nha, ở đây là hơi bị khó đi đó nha. Ui, 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 chỗ này đi sao vậy trời. Rồi chết rồi. Ủa, ở đây nó không cho mình dừng. Ok, mình sẽ upgrade hero. Ủa, có thể upgrade luôn. Đây là cái giao diện upgrade của chúng ta. Đây là combo time, nó sẽ tăng thêm cái thời gian để mình nhận được combo thêm. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cái này là ship vô đam, trong khi mà combo hoạt động là mình sẽ được tăng thêm cái phòng thủ khi mà mình đã hoạt động cái combo ra. Còn cái này là tăng thêm mật khi mật, tăng thêm thời gian để mấy cái đống mật đó không bị mất đi. Mình cần phải thu hoạch rất là nhiều mấy cái mật để mình viết vẽ lại cái cuốn truyện nhật ký, rồi cái cuốn sách anh hùng hào hùng gì đó bla bla bla. Rồi cái này là cho mình đi fresh travel luôn. Ok, mình nghĩ là mình thử cái này coi. Ok, xong, nâng lên. Và ok, xong rồi đó. Rồi ok, và bây giờ là team. Nhưng mà mình hết điểm rồi các cậu ơi. Rồi ok, sau khi upgrade hero xong chúng ta phải đi lại từ đầu. Ôi, quả chạy đậu chưa. Rồi ấy tôi cứ tưởng là nó bắt mình hướng dẫn mình chứ. Ôi con này nó cắn tôi. Ôi ồ, cái này mình cần phải luyện tập chứa gì. Ở còn 30 máu à. Ba, con nhện này hơi bị mạnh. Mình sắp hết máu rồi. Rồi còn 20 máu rồi, chế gì nữa. Ok, để xem coi. Có lựu đạn, lấy lựu đạn lên. Lựu đạn lửa nè. Ê, ok. Thì cái này nó hơi bị khó di chuyển. Đấy. Rồi từ từ. Đó, nó khó di chuyển cực luôn các bạn. Ok, để mình đi qua đây. Rồi, không được tăng máu, khổ chưa. Mình phải giết rất là cẩn thận. Bắn xa tới tận này luôn. Mày, nó đang nhìn mình rồi các bạn. Cái này có bắn lõm ra được không? Đấy, bắn lõm ra. Còn 10 giọt à. Làm sao mà giết được cuốn chuyện đây. No. Rồi, lướt qua. Ok, ở đây có cho máu không? Ok, cái cuốn chuyện ở đây là chúng ta sẽ đi qua hướng này để bắn chết con bọ quỷ cái kia. Rồi. Ôi, cái này nó không cho hồi máu hả? Ôi, ôi trời ơi, ôi nguy hiểm ấy. Ê, wait, no. Ôi. Mình sẽ nhìn theo cái tia đỏ để bắn được nó. Đó, tia đỏ là không có bắn được. Ok. Bây giờ mình mới là thực sự là sinh tồn nè các bạn. Còn 10 giọt là chế gì nổi nữa. Ok. Đi xuống. Ok. Ơi, đường này khó đi à. Đường này khó đi, thôi bỏ đi. Mình sẽ đi về lại đường này.
Rồi, ok. Và hiện tại là mình đang ở đây, mình cần phải hoàn thành hết. Nhưng mà bắn nó trước cái đã. Qua bên đây. U con ong kìa. Mình đang rất là sợ những chú ong. Ơi, ơi. Nó đang tấn công. Ủa nó có vụ bắn nữa. Play again nè. Ok. Và lần này mình hứa sẽ không chết nữa nha. Ủa cái này chơi một vòng thôi cũng khó chơi lắm đó các bạn. Mày 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 rồi gài đạn nào. Đó, tụi nó bắt đầu lên rồi nè. Ơi, ơi, súng bị kẹt. Súng bị kẹt. Súng bị kẹt. Rồi thằng kia chết rồi. Yes. Đấy nè. Đó, còn thằng bên đây. Đừng có nhìn tao nha, đồ đồ quỷ. Bắt được quỷ. Nhìn tao có đùi ý. Ok. Để mình lên đây. Ơi, 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 no. Ít. Rồi. Út. Ồ. Ồ. Bạc 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 bạc. Chết mày chưa, đồ con lừa khó ưa. Còn ông trước và tới thằng này, nhảy lên. Xuống. Ơi, trên kia có mực. Đấy. Rồi, ok. Và thêm một con bọ và thêm một con ong. Xong. Những ơi wow thật là nguy hiểm quá đi. Ok, rồi ok, xong rồi, ở đây hết đường đi rồi các bạn, chúng ta cần phải lên lại đây. Ui, cái gì vậy? Rồi tốn 30 máu của tôi, quả chạy đậu chưa. À, để mình chỉnh lại cái nút nha, ở đây nó không cho mình chỉnh nút rồi. Ok. English. Rồi. Ok. Để mình xem bây giờ mình cần phải đi. Ủa ở đây nó không cho mở luôn. Ok. Rồi, tôi còn 50 giọt rồi, nó cạp tôi một cái muốn đau ghê luôn. Ok, đi lên. Đấy, mật. Ôi đường này không đi không được rồi. Đường này đi là chết tôi. Ok, mình sẽ bỏ cái đống mật đó luôn. Và chúng ta cần phải trời, nhảy vậy cũng bị nữa. 40 giọt. 40 giọt có làm ăn được gì không? Cố lên. Tôi phải cố lên. Ok. Hình như tới 100 rồi không? Một con. Ok, để mình lên đỉnh cái. Okay. Ok. Ồ, con này khá là ghê đấy. Một con. À, xin lỗi các bạn nha, điện thoại mình đang để bển và vẫn đang mở chuông. Mày. Ôi. Thêm cái nữa. Đấy. Rồi, tới thằng bên đây. Rồi, xong cái đống mực. Ui. Này thì giết chế. Ok, mình đang ở đâu? Ôi. 40 giọt, ok. Ôi giời ơi, con ong. Rồi. Con bọ nè. Ồ, mấy con bọ trong rừng rậm Amazon nó ghê lắm các bạn ơi. Ở đây chưa. Nhưng mà xuống liền nè. Yes. Được giáp, mặc vào. Rồi nhảy lên. Nhảy lên. Qua bên đây. Ủa bên đây hết cho qua à. Rồi. Ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên còn 16 giọt vậy. No, không được. Có tèo vậy cũng bị bắn nữa. Ồ, tôi thấy cái game này nó bắt đầu khó chơi rồi. Thôi qua vòng đi, cho tôi qua vòng đi. Xin ông luôn á. Rồi. Đó. Rồi bây giờ là mình cần phải về lại cái địa điểm đó kia. Ok. Con này ghê quá các bạn ơi. Đúng là gần gặm Amazon. Ủa. Ê. Rồi bây giờ trở về lại bên này. Từ từ. Wow, xém vô cục lửa là chết tôi rồi. Từ từ, cẩn thận. Ở đây có còn một con ong. Từ từ nha. Để nó bắn cục lửa xuống trước. Rồi. Nhảy qua. Ok. Ôi. Trời ơi. Một cái nữa xém ra đảo rồi. Rồi.
Chết mày chưa, đội con lừa khó ưa. À, trái bom, e whip liền. Ê, một trái bom. Thôi để mình nhảy qua đây. À, đây vẫn có hàng, ok, để mình nhảy qua đây. Lửa kìa. Này thì lửa. Đó, các bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa, nó canh me canh chua mình kìa. Ok, chúng ta đã qua được bên đây. Ủa, mình cần phải mở cái bên kia nó mới cho mình qua bên đây hả? Hay là sao? Ôi xém xém, nó chỉ cần con bọ nó nhảy vô mình cái là mình ra đảo liền. Ok, còn 9 giọt rồi các bạn, cố gắng lên, cố gắng lên, mình cần phải cố gắng lên. Ơi 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 ơi, ok, rồi rồi, ok, được qua rồi, được qua rồi. Rồi vòng cuối, vòng cuối nè nè nè. Này thì bò xuống. Ơi à. Bùm. Ok. Rồi. Này thì xì xọ như cưng. Ok. Rồi, xuống liền. Ơi con bọ. Rồi, xong chưa? Chuẩn bị tinh thần giết boss chưa? Ồ, quay vòng. Ôi vui quá. Ơi sao còn 9 giọt vậy, sao chơi? À có thể là nó sẽ cho mình hồi sinh tại đây. Ok, mình sẽ chết thử. Rồi, ông mình bị trừ một cái gì kìa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ upgrade. Thì vẫn còn 10 phút để chúng ta chơi các bạn. Về về hiện tại là mình có một skill. Mình sẽ nâng máu các bạn ơi. Chủ yếu là vô máu. Rồi, đó. Thêm cái nữa. Ủa này là gì? Khi mà combo hơn 20 thì mỗi cái giết sẽ hồi máu. Không, cái này tạm thời chưa, sẽ tăng thêm phần trăm hồi lại máu ngọc trong khi mà giết combo 3. Ủa cái này được nè, hay là này tăng thêm máu. Ok, tặng này đi, cái này là sẽ tăng thêm đam để phá máu của tụi kia. Nói chung là bla bla bla. Mình còn một điểm nữa, còn một điểm để nâng phòng thủ hay là gì đây. Cái này là gài đạn, ok, nâng một điểm vô gài đạn xong. Đi nào. Ồ cái này xong rồi. Rồi vô. Ủa mình qua màn 2 rồi mà. Ơi tôi qua màn 2 rồi mà. Ủa sao đi lại từ đầu? What the hell? Ơi ông bị cái gì vậy ông ơi? Ơi tôi qua màn 2 rồi mà. Này, này không? Bị khóa rồi, bị khóa luôn. Ok, chúng ta phải đi lại từ đầu hả? Ủa sao kỳ vậy? Đang chơi ngon lành mà. Ủa cái gì vậy? Ôi, nó bị lỗi rồi kìa, nó không cho tôi xuống luôn. Cái map còn nhiều cái lỗi lắm các bạn. Ok, để mình chạy ra cái chơi lại. Rồi, đi nào. Đó. Rồi chúng ta đi thêm một ít nữa ha. Ok, bây giờ là 120 rồi đó, như máu mình lên 120 rồi đó các bạn. Rồi. Ồ có tăng máu kìa. Nó gớt ra mấy cục máu rồi mấy bạn. Ồ. Ok, bây giờ mình nhanh chóng mình đi tới ngôi sao luôn, mặc mặc kệ tụi kia luôn. Đấy. Đi được ngôi sao không? Mình nghĩ là ở đây đi được nè. Ơi cái gì vậy? À cái cục lửa nó bắn mình. Ok. Đấy. Wow, mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ, ủa mình bị giảm đam á nếu mà lấy cái này. Ôi mình lấy cái bên cạnh. Bạn đã tìm được sniper. Thôi thôi mình không chơi sniper đâu. Asgard 100 là gì? Ồ đổi thành mực, thành một được 100, được 100 cục mực các bạn. Ngon. Ok, mình thích lấy cái này hơn. Ui da. Ui da. Rồi. Yes. Cái này còn nhiều một số lỗi nó chưa có ấy được. Tự nhiên mình chơi mình qua mạng rồi mình upgrade cái mình out ra cái là bị mất, nó không có lưu lại cho mình. Ô mình được cộng máu rồi. Cái con bùi nhùi này nè. Ok. Ôi. Bắn nó trước. Rồi. Rồi xuống. Ồ. Ở đây hết đường đi giờ. Ơi, ơi. Mất 10 giọt, quả chạy đậu chưa?
Ok, chúng ta phải lên đây rồi. Ôi, xém mất 10 giọt nữa rồi. Rồi. Ok, qua đây. Ồ, khu này ghê đấy. Ôi trời ơi. À, chơi cái game này giỏi là các bạn né skill á, mấy cái game mà MOBA cực lẹ luôn. Cực tuyệt vời luôn. Đó. Rồi. Rồi. Ai da, ai da, ôi chuỗi chuỗi lỡ chơi ngu rồi. Ui, chết mày chưa, đồ con lừa khó ưa. Lên đây tìm mày luôn. Mật, à, có rất là nhiều mật. À, đường dưới. Tía lên, tía lên. Rồi, qua dòng mình hãy cho mình đi lẹ luôn. Rồi, tiếp nè các bạn, 76 giọt, bây giờ mình không chết nữa. À, bây giờ mình sẽ xuống đây coi coi. Ok. Ủa con ông này đỏ rồi kìa, nó bắn ra quá chi tiêu. What the? Ok, cộng được máu rồi, được cộng máu rồi. No, no. Nó nhảy tới mất 20 giọt. Ồ, thì ra là thằng này là cầm cây trượng. À, cầm cây trượng hả? Mình nghĩ cầm cây trượng là mày ngon hả cưng? Ok, một con ông. Ồ, ở đây có con gì nữa vậy? Hoang thịt người, cây ăn thịt người. À, cây ăn thịt người ha. Ồ, ở đây khó bắn á. Đấy, vô. Chơi vậy hoài sao mình ấy được? À, nhảy lên để nó. Ơi ơi, cái gì mất tới 20 giọt dữ vậy? Mày. Ok, nhìn xuống dưới trước, nhìn xuống dưới trước. Rồi, đi nào. Rồi, ồ, chỗ này chỗ nãy mà be. Rồi, qua đây. Ba Rambo lên. Wow. Lướt bảy là chết tôi. Rồi, được tăng thêm thời gian. Cái này là gì đây? Không, tôi cần phải quay vòng. Ơi, rồi, dưới đây có con nào? Ok thì mình sẽ kết thúc video video tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Thì cái game này là cái game tên là Bardash Hero. Thì nếu các bạn thấy thích thì các bạn có thể mua trên Steam. Mình sẽ để cái link game này ở dưới phần mô tả. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút ủng hộ, đăng ký ủng hộ channel của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you and bye bye.